Mọi người hôm nay mình có một cái trải nghiệm khá là tệ ở cái cà phê gì mà mới mở rất là hot mà Sorry Cafe More, yeah. Bữa giờ anh thấy mấy bạn làm rất là nhiều video trên TikTok rồi Facebook rồi các kiểu thì mình thấy không gian quán khá là đẹp, nước uống thì nhìn cũng khá là hấp dẫn đó. Cho nên hôm nay Ngân quyết định đi thử. Hôm nay là ngày mùng 6, yes, đúng rồi. Cho nên á là thường mùng 6 Tết đó nó rất là đông. Mọi người cũng biết bây giờ về ra đường Tết đó là quán nào cũng sẽ rất là đông. Cho nên là mình sẽ thông cảm về cái việc mà phục vụ chậm trễ hay là quán vội hay là không đủ chỗ hay phải đợi, cái đó là chắc chắn rồi. Tại vì mình đã quyết định mình đi Tết là phải vậy. Nhưng vì sao nó tệ? Nó tệ mà đến nỗi mà Ngân cọc chó luôn mọi người. Dùng tới cái từ mà cọc chó, cọc không thể chịu được luôn á mọi người. Đầu tiên á là vừa mới tới cái hẻm là mình đã thấy đông rồi, là mình sợ rồi. Tại vì trong cái hẻm đó nó có cái quán đá bào với là một cái quán của Sorry Cafe. Thì mình nghĩ rồi, mình mới nắm mẹ là thôi bây giờ đi vô thử hỏi người ta, nếu mà không còn bàn thì thôi mình đi về mình đi quán khác. Câu đầu tiên anh vô trong quán là không phải là em ơi chị muốn order, mà là em ơi ở đây còn chỗ không. Và nhận được câu trả lời của bạn nhân viên là chị order đi, nhân viên xếp bàn. Vậy đó, chị order đi, nhân viên xếp bàn. Cái mình rồi ok. Nếu mà khi bạn đã nói như vậy tức là có bàn, đúng không? Có bàn thì nhân viên mới xếp, đúng không? Chứ bây giờ order tao cầm cái ly cà phê tao đứng hay gì. Sau mình order xong cái mình hỏi, ủa vậy bây giờ nhân viên xếp bàn ở đâu em? Chị thẳng ra đó, có nhân viên xếp bàn. Cái rồi ok, mình đi thẳng ra đó kiếm nhân viên xếp bàn để hỏi là em ơi bây giờ đi hai người. Bạn nhân viên xếp bàn nói là dạ bây giờ hết bàn rồi. Trời ơi, cái đó tao nói là ba máu sáu cơ mình nó lên mọi người. Lúc đó mình mất kiểm soát luôn á. Và ngay lúc đó, ngay lập tức lúc đó, cái suy nghĩ đầu tiên trong anh là bây giờ anh bỏ luôn hai ly nước anh đi về, không muốn uống nữa. Nhiều khi trước khi đi về mình phải kiếm quản lý cái quán để mình làm việc. Tại vì sao? Mình cái câu đầu tiên anh hỏi là em ơi có bàn không mà. Nếu mà không có bàn thì đừng nhận khách, đúng không mọi người? Tại vì trời ơi rất là cặp. Bây giờ ok, nếu không có bàn lần này ít ra mình đi á mình vẫn còn một cái ấn tượng đẹp là ok, vô cái view nhìn vẫn rất là đẹp, thái độ nhân viên nice, nhưng mà quán không đủ bàn vì số lượng khách quá đông. Rất là thông cảm mọi người, lần sau mình sẽ quay lại để mình thử mình trải nghiệm cái quán, đúng không? Nhưng không có bàn và bây giờ order nước rồi thì mình phải làm gì vậy mà cọc quá sáng trời luôn. Nó nói là không có bàn thì nói không có bàn, không có việc gì là phải order, xong bây giờ biết làm gì. Cái Ngân thấy đại một cái bàn chờ này đó ngồi kế bên cái quầy cashier, Ngân ngồi cái bẹt ngay đó là không có cầm bút chụp hình hay bất kỳ cái gì, nước ra một cái uống sạch một cái đi về ngay lập tức, ngay lập tức. Do là vì ngồi chờ kế bên cái quầy cashier thì cái bạn order ban đầu á, bạn đi vệ sinh thì bạn nhờ một cái bạn khác ra coi quầy giùm, lỡ như khách tới order đúng không? Không, nhân viên tụm 4, tụm 5 đứng nói chuyện ngay cái đầu cổng. Và khách đứng ngay kế bên cái quầy order thì mình ngồi ngay đó mình thấy mà. Không một ai take care khách hết. Trời ơi, vấn đề là mình không thể yêu cầu người ta có một cái thái độ như một cái khách sạn 5 sao, 6 sao đúng không? Nhưng mà do là những cái quán cà phê trước đây, những cái quán cà phê bình thường mà anh đi, mọi người hay biết là anh đi cà phê rất là nhiều, thì thái độ như vậy rất là nice. Mình đâu có yêu cầu cao cấp quá đâu mọi người, mình chỉ cần vô order nhân viên thái độ nề nẻ nhã nhặn và đi ra rồi cảm ơn tất cả các kiểu rồi xong hết rồi mọi người. Nó có quá đáng không ta? Nhiều khi Ngân nghĩ là không biết như vậy nó có quá đáng không ha, nhưng mà hả, do cái hôm nay là quá sức là bực bội, bực lắm rồi. Về không gian quán á thì Ngân chưa có vô được bên trong, Ngân chỉ ngồi ngay đúng một cái quầy cashier có một cái bàn nhỏ kế bên, ngồi ngay pẹt ngay đó. Không thấy được cái gì luôn á mọi người, không thấy được cái gì, chỉ thấy là được rất là đông người. Rồi chấm hết. Xong, có một cái vị nữa là nước thì ok, tại vì hả order rẹt hai món nước và có một món mình order bị hết cho nên là mình đổi cái quán đổi một cái món khác rồi đó. Cho nên là rất là bực bội, cho nên là không có thưởng thức được cái gì gọi là ngồi mình enjoy, mình relax, mình thưởng thức cái món nước, cho nên là cũng không thể nào ấy được. Chỉ nói là không quá dở thôi. Rồi tiếp, ngay ngoài cổng á, đi vô á, những cái bạn trẻ mấy bạn đứng ngay đó, mấy bạn đợi bàn hay như thế nào đó Ngân không biết, nhưng đứng ngay trước cái cổng và khi mà thấy người ta đi vô á, thì không có ý thức để né. Mọi người không có ý thức để né, coi như là đứng quyết tâm là tao phải đứng đây, mày đi đâu mày đi, mày leo lên tường mày đi, mày chui xuống đó mày đi, nhưng tao phải đứng đây, tao không né cái cửa. Và cái đó là một cái group khoảng 2-3 bạn đi chung. Thì hai bạn kia không thấy động tĩnh gì, chỉ có một cái bạn nam á là bạn move cái bạn nữ qua chỗ khác để cho nhiều những cái người khác người ta đi vô.
Nhưng mà nó oh my god, anh amazing, anh thiệt rất rất là ngạc nhiên với hả những cái bạn trẻ bây giờ mọi người, rất là ngạc nhiên luôn mọi người. Tại vì thường á, cái những cái mà ngân thấy nhìn thấy được á, là các bạn sẽ né ra, cho người này đi, cho người kia đi. Và khi mà mình đi ngang qua mà mình thấy có cái người né vậy, mình cũng quay lại mình cảm ơn. Và ngân cũng hay rất là né cho người khác đi, và người ta cũng quay lại người ta cảm ơn, đó là vô cùng lịch sự luôn mọi người. Nhưng mà những ai mà không né mà đứng ngay cái cửa là ngân hay hất vô cái người người ta đó. Tại kiểu như là cái cửa đâu còn mẹ gì nữa đâu đi. Bây giờ có một cái cửa, xung quanh là tường, ở dưới là đất, ở trên là trời. Bây giờ một là bay, hai là chui xuống dưới đi, ba là leo tường. Thì bây giờ làm gì? Tôi tông luôn cái người ở ngay đó để tôi đi luôn chứ giờ sao vậy? No choice. Cho nên đó mọi người đừng thắc mắc là tại sao họ thái độ người ta họ lồi lõm bất lịch sự, tại sao là con mẹ này họ mẹ đi mẹ tông vô, tại vì không có còn đường để đi á mọi người. Mấy em đứng hết đường rồi, chị không có còn đường để đi, cho nên chị hết luôn chứ giờ chị đi đâu giờ. Mấy đứa chị sẵn đồ, chị leo tường, chị chim bay, chị cò bay, chị hả con quỷ gì chui xuống đất, kiểu kiểu vậy. Rất là bực bội, uống xong là đi ngay lập tức và không có ý định quay trở lại trải nghiệm lần hai hoặc là cho lại cơ hội nha mọi người. Tại ví dụ như đông mình đi chỗ khác lần sau mình quay lại, nó khác với hả khi mà mình tới mình trải nghiệm rồi và thái độ nhân viên lồi lõm, nó khác lắm. Và khi mà nãy livestream á, mọi người cũng nói là đừng có nên đi Tết hả, thái độ nhân viên rất là này nọ nọ lọ chai đó. Nhưng trừ một cái em á hả mập mập tròn tròn mà đứng hả xếp bàn á, em đó sau khi xếp hết bàn xong cũng quay lại hỏi là hả chị ơi chị có muốn đổi chỗ khác không, mà lúc đó con cặp quá rồi ngồi yên chỗ luôn không còn muốn chụp hình. Và sau khi có một trải nghiệm vô cùng tồi tệ ở đó thì coi như là một cái mood trong cái ngày hôm nay của ngân là nó coi như là bị destroy hoàn toàn luôn mọi người. Nó tệ kinh khủng khiếp, là đi đâu cũng rất là cáu chó luôn á mọi người. Cho tới khi ngân đổi qua topping beef thì bắt đầu hở thái độ nhân viên rất nhẹ nhàng, rất dễ thương, một dạ hai vân, nhẹ nhàng chăm sóc, take care tất cả mọi thứ. Cho nên là hả mình cảm thấy thoải mái hơn mọi người, thấy dễ chịu hơn mọi người. Bắt đầu hả mình nice với nhân viên hơn. Còn hồi nãy khi mà bước vô cái quán, từ cái quán sorry cafe mà đi qua cái top and beef là thái độ hơn, cũng mang theo một cái thái độ lồi lõm của nhân viên từ bên đó đi qua cái top and beef, nhưng mà mình chỉ là chưa có xả vô nhân viên nào thôi mọi người. Nhưng mà nhân viên ở đó quá dễ thương cho nên mình không thể nào mà làm như vậy được. Mình chỉ làm, mình chỉ lồi lõm với những người lồi lõm. Và những người mà hả dễ thương thì mình lại phải dễ thương lại. Cho nên là sau khi đi ăn ở Topping Beef xong, rồi ăn ngon, nhân viên dễ thương thì mình đã vui trở lại.